Alo. Anh đây. Anh à? Ừ. Em sao thế? Em mệt quá. Thế à? Em đang ở đâu? Anh gì ơi? Dạ. Em nhớ anh chút. Alo. Sao lại uống đến mức độ này cơ chứ? Em muốn uống rượu. Rượu. Kìa. Rượu đâu? Không phải rượu. Khổ quá. Tại sao đàn ông lúc nào cũng nghĩ em dễ dãi? Thôi em nghỉ ngơi chút đi, lát anh đưa em về. Không về. Bây giờ mà về thì bố đau lòng lắm. Nhưng đây là khách sạn, anh với em không thể ở đây, bất tiện lắm. Mình trong sáng thì lo gì ạ? Với cả có phải đây là lần đầu tiên mình ở khách sạn cùng nhau đâu. Em khổ lắm, anh không biết tiếng đâu. Thôi mà em. Anh. Anh có thương em không? Anh thương. Có chứ. Em đau bụng quá. Anh. Em bị làm sao thế? Đau thế nào? Anh có thuốc giảm đau đấy không? Anh không có, nhưng mà em đau thế nào? Anh chạy ra ngoài mua thuốc giảm đau cho em đi. Lúc bị say rượu em hay bị như thế lắm. Được rồi. Em cố gắng đợi anh nhé. Anh đi rửa về ngay. Sao Mai, phòng 207. Đến ngay nhá. Ấy đừng. Đừng bật đèn. Em sợ ánh sáng lắm. Anh lại đây với em đi. Ơ kìa anh. Từ từ đã. Nằm xuống đây với em đi. Nằm ngoan nhá. Bây giờ thì anh hãy nhắm mắt lại đi. Em có một bất ngờ nhỏ dành cho anh đấy. Kìa, sao lâu thế em? Anh nằm yên, đừng có mở mắt đấy. Đồng trái thế. Từ từ cho anh thở đã. Sao tay em to thế nhỉ? Đêm nay chị sẽ chiều em tới bến. Cái gì thế này? Cứu tôi. Cứu.